Xin chào các anh em của Cảm Game, mình là Miki và giờ là phần 2 của video phân tích toàn bộ timeline series kinh dị đình đám Five Nights at Freddy's. Ở trong phần trước, ta đã phần nào biết được sự thú tính và ác nhân của gã thiên tài bệnh hoạn mang tên William Upton. Liệu lần này hắn có phải trả giá cho những gì mình đã gây ra trong quá khứ và số phận của các nhân vật còn lại sẽ ra sao? Trước khi bắt đầu video, anh em đừng ngại để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Cảm Game nha. Còn bây giờ thì cùng Miki và Mono tìm hiểu về câu chuyện FNAF này nào. Sau một tuần dài đằng đẵng sống trong sự khổ cực, hắn nghe tin một cơ sở Fazbear Entertainment mới đã và đang đi vào hoạt động, có tên là Freddy Fredbear Pizzeria. Như tìm thấy một hướng đi mới, William đã nghĩ rằng sau khi mình chịu sự mất mát lớn như vậy thì có lẽ bây giờ may mắn sẽ đến với mình. Đây sẽ là một cơ hội để hắn quay trở lại, hắn cần một việc để hắn có thể tập trung và quên đi những phiền muộn mà hắn đang phải trải qua. Một lối thoát khỏi sự thống khổ này, William lái xe đến cơ sở mới và Henry đã đứng đợi hắn ở trước cửa. William bước ra khỏi xe và tiến đến gần. William đứng sững, hắn hoàn toàn cảm thấy sốc trước những lời này của Henry thay vì lời chào mừng quay trở lại. William nói trong sự bối rối và có phần trách móc. Henry trả lời. William lẩm bẩm. Sau tất cả mọi chuyện, Henry ngay lập tức ngắt lời, ý ông là sau tất cả những gì mà ông gây ra, cùng với trách nhiệm của ông, trong đó có cả việc giết chết đám trẻ con vô tội đó. William chối bỏ nhưng một lần nữa lại bị Henry ngăn lại. Đừng có mà chối bỏ nữa, chúng ta đều nhìn rõ thấy sự thật đang ở đây mà William. William nhìn Henry và hạ giọng nói, Henry, tôi cần công việc này, sau tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi đã chịu đựng đủ rồi. Henry nhìn xuống hắn, ông không phải người bị hại ở đây đâu William, tôi đã bắt đầu thứ chết tiệt này bằng hai bàn tay trắng và tôi sẽ không thể để mất nó chỉ vì những giọt nước mắt của ông, chỉ để phá hỏng những công sức của tôi và gây hại thêm cho người khác đâu. William bày tỏ với Henry rằng, việc kinh doanh này sẽ thất bại thôi nếu không có tôi cần phải quay trở lại. Không hề chần chừ, Henry lại một lần nữa đuổi William. Làm ơn hãy ra ngay khỏi đây đi, ông bạn cũ. Bị buộc phải rời đi, William tức giận rời đi, hắn quay trở lại xe và chính thức rời đi. Henry đứng nhìn trong vui vẻ và nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã cắt đứt được gánh nặng cũ và có thể tiếp tục với cuộc sống của mình. Còn William trên đường về, hắn ta điên cuồng lái xe như một gã tâm thần. Hắn suy nghĩ suốt dọc đường xem mình cần phải làm gì để tiếp theo cho cuộc đời mình. Rồi bỗng nhiên, cảm giác đó lại xuất hiện, cảm giác muốn giết người trong máu của tên sát nhân đang thôi thúc hắn phải hành động. Và ngay lập tức, hắn đã chọn ra được mục tiêu cho mình, một mục tiêu hoàn hảo. Shirley, con gái yêu dấu của Henry, trong đầu hắn đang vang lên giọng nói của Henry. Sau tất cả những gì mà ông gây ra, và vì thế, con gái của Henry sẽ phải chết vì chính những lời mà ông đã nói với William. Thất vọng, kiêu ngạo và bất ổn là những gì mà Henry có thể nghĩ về William bây giờ. Nhưng Fredbear giờ đây đã không còn như trước. Hệ thống an ninh đã được chính tay Henry cải tiến và nâng cấp. William sẽ khó mà có thể vượt qua hàng rào bảo vệ do chính người bạn đã từng là chỉ cốt tạo ra cho riêng mình. William đã suy nghĩ thâu đêm, con rắn độc này đang âm mưu và lên kế hoạch cho lần hành động tiếp theo của mình. Puppet chính là thứ mà hắn cần phải vượt qua. Con animatronic mà Henry đã tạo ra chỉ để bảo vệ cho con gái của mình là Charlie. Nhưng thế mà vẫn có một lỗ hổng trong tính toán của Henry và William đã ngay lập tức lợi dụng nó. Puppet được đặt trong một chiếc hộp có thể mở nắp để kiểm tra xung quanh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn nhốt được Puppet bên trong chiếc hộp của chính nó? Hắn đã suy tính điều này rất nhiều. Nếu Charlie rời khỏi pizzeria khi Puppet vẫn đang bị kẹt ở bên trong, thì sẽ không ai có thể thấy được ông ta đã bắt cóc cô bé và giết hại Charlie một cách tàn nhẫn. Không ai cả, sẽ không có ai nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Đó là kế hoạch của hắn, và ngày hôm sau, hắn đã bắt đầu thực hiện nó.
Vào một buổi tối nọ, một nhóm người đã nhốt Puppet và bắt nạt Charlie, khiến cô bé bị kẹt ở bên ngoài Freddy's. Sự sắp xếp này khiến cho Charlie muốn đi về ngay lập tức, và đột nhiên có một chiếc xe màu tím tiến lại gần. Một gã đàn ông xuống xe, cô bé ngay lập tức nhận ra người đàn ông đó. Cô bé chạy về phía William, người mà cô bé biết rằng đó là bạn của bố mình. Cô bé mừng rỡ vì cứ ngỡ đã tìm thấy một vị cứu tinh. Charlie chạy lại gần vì hắn. William cũng từ từ lôi ra một vật gì đó từ phía sau lưng. William giết cô bé con hẻm bên ngoài Freddy's, xác của cô bé nằm tại đó, lạnh lẽo dưới cơn mưa của đêm đen. William, hắn ta nghĩ rằng cần phải thủ tiêu ngay cái xác và cả những hung khí mà hắn đã giết người. Nhưng vì ngoài trời đang mưa, hắn cảm thấy điều này là không còn cần thiết nữa, nên đã rời đi. Hắn cảm thấy sung sướng và thỏa mãn vì đã trả thù được Henry, vì đã dám đuổi hắn ta đi. Puppet cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc hộp và biết rằng Charlie đã gặp chuyện gì. Nhiệm vụ duy nhất của nó bây giờ là đi ra ngoài tìm cô bé và mang cô bé vào bên trong. Nó đi ra ngoài, cố gắng để tìm cô bé, nhưng ngoài trời đang mưa rất lớn, nó khiến cho Puppet bị hỏng. Nhưng khi nó tìm thấy được Charlie, nó biết nhiệm vụ đã thất bại. Nó nằm cạnh cô bé và không thể di chuyển thêm nữa. Henry không thể tìm thấy cô bé và cả cảnh sát cũng vậy. Giống y như vụ việc của những đứa trẻ mất tích, Henry tìm đến Puppet, vệ sĩ riêng của cô bé, và phát hiện ra chiếc hộp đã bị mở và Puppet đã không còn ở đây. Ông lần theo dấu vết và tìm thấy Puppet nằm trong con hẻm gần Freddy's Pizzeria, và nằm ngay bên cạnh nó là xác của Charlie. Henry nhận ra và ông biết rằng người đã gây ra chuyện này chỉ có thể là William Upton. Henry vô cùng tức giận, ông bắt đầu suy nghĩ đến việc có nên đóng cửa toàn bộ việc kinh doanh này lại hay không. Nhưng không, nếu ông làm vậy, không khác gì đã chứng minh điều William đã nói là đúng, rằng Henry sẽ không thể làm việc tử tế nếu mà thiếu William. Quá đau buồn vì cái chết của đứa con gái yêu quý, Henry đã chọn việc nghỉ ngơi một thời gian, trong khi để đội ngũ của ông tiếp tục làm việc khi ông vắng mặt. Điều này khiến cho William cảm thấy thích thú. Hắn có thể giết thêm thời gian để giải trí cho bản thân. Hắn đã để mắt đến Freddy's và quyết định sẽ tiếp tục chuỗi giết người liên hoàn này của hắn để tiếp tục gây thêm một vụ những đứa trẻ mất tích như hồi trước. Hắn biết rằng các animatronics cũ đã bị chuyển đến địa chỉ mới nên đã lấy đi bộ đồ Spring Bonnie. Và rồi đến một đêm nọ, hắn đi lang thang rồi giết hại thêm 5 đứa trẻ khác. Những đứa trẻ đã bị giết hồi ở Fredbear's đã quay trở lại. Chúng vẫn trú ngụ ở các animatronics cũ. Chúng vẫn sẽ luôn ở đó bởi vì thân xác của chúng đều đã bị kẹt trong endoskeleton. Evan, hay còn được gọi là The Crying Children, đã có cơ hội thứ hai tại Fredbear. William đã cố gắng mang cậu bé lại trong bộ đồ Golden Fredbear, bộ đồ mà chính tay ông đã gỡ bỏ và phá hủy. Bây giờ thì hắn lại muốn mang cậu bé trở lại trong cơ thể của con animatronic đó. Nhưng bây giờ, với sự giúp đỡ của đám animatronic mới được phục hồi, Puppet đã cho những đứa trẻ mới bị giết một cơ hội nữa bằng cơ thể của các toy animatronics và Balloon Boy, các animatronics đang sống và được điều khiển bởi những linh hồn mà William đã giết hại. Chúng ta không thể biết tại sao chuyện này lại có thể xảy ra, nhưng chúng luôn tỉnh dậy mỗi đêm và tìm kiếm xem liệu người đang trực đêm có phải là William hay không để có thể trả thù hắn. Trong lúc đó, đám người đã cố tình bắt nạt Charlie và nhốt Puppet cũng gặp phải rắc rối với đám animatronics tại Pizzeria. Và lần này là do một con animatronics có tên là Mango. Bộ đồ đã bị xé toạc thành từng mảnh, chỉ còn lại mỗi cái đầu và lộ ra bộ endoskeleton bên trong. Bộ đồ đã bị tháo rỡ bởi đám trẻ con bắt nạt, và thậm chí những người làm việc ở đây còn chả thèm sửa chữa cho nó nữa. Tất cả các animatronics đã trở nên tức giận, khiến chúng trở nên cư xử rất khác với những người lớn và nhân viên. Nhưng một ngày, Mango trở nên bất ổn và khiến nó cắn một đứa trẻ, khiến nạn nhân mất đi thùy trán ở não. Tất cả các toy animatronics cũng bị loại bỏ vì gặp quá nhiều lỗi, và đặc biệt là con Mango. Cùng thời điểm đó, phụ những đứa trẻ mất tích thứ hai đang dần lộ rõ chân tướng sự việc, và sau cùng họ vẫn phải phong tỏa nhà hàng để tránh xảy ra sự thương vong không mong muốn. Và nhà hàng bị phong tỏa đó chính là Fredbear's Family Dinner. Họ tìm thấy chủ tòa nhà lúc bấy giờ là Henry. Ông bị bắt phải quay trở lại vị trí và công việc. Fazbear Entertainment phải tổ chức một cuộc họp với toàn thể đội ngũ nhân viên, và sau cùng họ quyết định sẽ đóng cửa pizzeria lại và hoạt động ở một cơ sở nhỏ hơn, và không sử dụng hệ thống bảo vệ là các người mẹ animatronic nữa, chỉ để lại các con robot biết hát hò và nhảy múa như Fredbear và Spring Bonnie. Các animatronic mới phải được do chính tay Henry thiết kế để tránh xảy ra các lỗi cũng như tai nạn đã từng xảy ra trước đây.
Sau nhiều tuần làm việc, Henry đã sửa chữa những con animatronics còn hoạt động được và mang chúng trở lại hoạt động. Freddy Fazbear sẽ làm nhân vật chính của nhà hàng, sau đó là Bunny the Bunny, Chica the Chicken và Foxy the Pirate Fox. Đó là nguồn thu nhập duy nhất của toàn bộ đội ngũ. Henry quyết định sẽ giúp đỡ bằng một khoản quỹ do chính ông để giúp cho team của ông có thể hoạt động được trong vài tháng tiếp theo. Có nghĩa là nhà hàng mới sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động, kể cả với kinh phí thấp. Vào đêm mà Henry đóng cửa nhà hàng Freddy lần cuối để bản thân ông kiểm tra bằng mọi thứ đã được chuyển đi, William đứng ở đó nhìn Henry làm việc một cách lạnh lùng. Henry xong xuôi mọi việc và quay ra nhìn William, nhà hàng mới của ông, năm đứa trẻ vô tội khác và đặc biệt là con gái của ông. Đó là những gì mà Henry đã bị William cướp đi. Ông đã chịu đựng quá đủ và tiến lại gần phía William. William bắt đầu cười và đợi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không một lời, Henry thẳng tay đấm cho William ngã xuống đất. Hắn gục dưới đất nhưng vẫn ngước mắt lên và nói: "Tao sẽ luôn quay trở lại, Henry à. Mày nên cho tao nằm ở dưới đất mãi mãi." Henry khinh bỉ hắn và rời đi, đóng cửa nhà hàng này lại vĩnh viễn và mở ra một nơi mới để chứng minh rằng William đã sai. William nghĩ rằng mình đã thắng cuộc tranh cãi này. Hắn nằm dưới đất tận hưởng niềm hân hoan ấy. Sau đó, William tới gặp vợ mình và ông nói rằng ông muốn bà đến nuôi Michael. Ông ghét nó và nó cũng ghét ông, nhưng vợ chồng họ lại cãi nhau cả tiếng đồng hồ và William quyết định quay về trong xe. Hắn đã nghĩ đi nghĩ lại và quyết định một kế hoạch lớn hơn. Hắn lại gõ cửa nhà của vợ mình. Bà cũng đã chán ngấy việc quấy rầy của William. Bà mở cửa ra hét thẳng vào mặt hắn. Máu bắt đầu chảy ra từ bụng bà. Bà nhìn thấy William đứng đó nhìn bà ngã xuống đất rồi bất tỉnh và không bao giờ thức dậy nữa. Hắn lôi xác của vợ mình vào trong xe và lẩm bẩm: "Tao sẽ mang tất cả lũ chết tiệt chúng mày lại với nhau." William đã bắt đầu chuỗi sự nghiệp của mình với Circus Baby. Hắn đã thiết kế ra con robot này có thể bắt và giết trẻ em khi chúng chỉ có một mình. Và thật không may, người bị giết lại chính là con gái của hắn, Elizabeth. Hắn từ đây đã tạo ra thêm hai con animatronic mới để có thể hoàn thiện chuỗi đổ sát của mình. Phantom Freddy và Phantom Foxy đã được ra đời từ đây. Mỗi con đều có cách để bắt cóc và giết lũ trẻ khác nhau. Cả hai đều có tông màu chủ đạo là tím và trắng. Phantom Freddy thì nhìn như đồ chơi Freddy nhưng có thêm bộ phát thanh ở giữa ngực. Nó còn giữ trên tay phải là một chú Bonnie mô hình. William gọi nó là Bon Bon. Còn Phantom Foxy thì nhìn y hệt Mango nhưng có thêm cái đuôi to lớn. William cũng làm thêm một con animatronic thứ ba là Ballora, một con vũ công ba lê có hình dáng giống con người và biết hát. Ngoài những con animatronic lớn thì William cũng làm thêm những con robot nhỏ như Bon Bon, Bitty Bass và Minervinus. William tạo ra cho chúng những hệ thống AI mới và tự mình mở ra một địa điểm ít người biết đến, một địa điểm dưới lòng đất. Địa điểm này dành cho khách hàng của họ thuê để có thể tổ chức tiệc sinh nhật ở đây cùng với đám animatronics. Địa điểm này có tên là Circus Baby Entertainment and Rentals. Sau nhiều năm kể từ cái chết của Evan vào năm 1983, William ngồi trong phòng làm việc mà ông đã từng dùng để theo dõi và kiểm soát Evan. Để nhìn vào căn phòng trống của đứa con trai quá cố, trên màn hình máy tính phản chiếu lại hình ảnh của một con quái vật tâm thần có những vết thương do chính hắn gây ra, đang cố gắng tìm cách để quên đi những nỗi buồn trong lòng hắn. Sau nhiều năm Fazbear Entertainment đóng cửa Freddy's, công ty này đã mở thêm một chi nhánh mới, cũng với cái tên Freddy Fazbear Pizzeria nhưng hoàn toàn mới. Sự thù ghét nhau của Henry và William vẫn tiếp tục khi William quyết định mở ra Circus Baby Entertainment and Rentals. Michael thì bị bỏ rơi và không biết giờ đang ở đâu. Nhưng bên cạnh tất cả mọi chuyện này, không may cho William, đám animatronics mà hắn đang sở hữu lại chính là nơi cư trú của các thành viên trong gia đình hắn như Circus Baby, Fredbear và Ballora. Chúng đều đang vô cùng giận dữ và không muốn gì hơn ngoài việc tìm ra kẻ đã giết mình và trả thù. William lẻn vào Freddy's, địa điểm đã bị phong tỏa, và bắt đầu tìm từng con animatronics. Ông đập nát chúng, từng con một. Điều này vô tình khiến cho những linh hồn trú ngụ trong các con animatronics này được giải thoát khỏi cái địa ngục vô tận mà chúng đã phải chịu đựng suốt bấy lâu nay. Chúng đang vô cùng tức giận, chúng tiến đến gần phía William trong sự giận dữ. William bỏ chạy, hắn chợt nghĩ ra thứ có thể làm chúng sợ và đuổi chúng đi là bộ đồ Spring Bonnie. Hắn mặc nó vào và cười. Thế nhưng, chưa cười được bao lâu, bộ đồ bắt đầu gặp trục trặc. Nơi đây đã bị bỏ hoang quá lâu, nước rột xuống từ trần
nhà, rơi vào bộ đồ Spring Pony, khiến cho nó xảy ra lỗi cơ bản nhất mà bản thân William đã quên bén mất. Chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, bộ đồ đã phản bội ông, nó đã ăn tươi nuốt sống ông, khiến ông đau đớn và ngã xuống, rồi quằn quại trong vũng máu và bởi sản phẩm do chính hắn tạo ra. Cuối cùng ngày hôm đó, Henry đi đến và nghe thấy tiếng hét của người bạn cũ. Ông chạy đến và nhìn thấy William đang ở trong bộ đồ Spring Pony, bê bết máu. William, please. Nhưng Henry đã không trả lời. Ông đóng cửa lại và nghĩ rằng William sẽ chết vì mất máu. Ông niêm phong căn phòng đó lại để cho mọi người không biết đến sự tồn tại của nó và bỏ mặc William ở đó. Hắn xứng đáng phải chịu cái kết như vậy. Nhưng không may, các bộ đồ animatronic do William phá hỏng đã không thể sửa chữa được nữa. Henry đã trở nên quá tải. Tất cả những thứ liên quan đến franchise này đã bị phá hỏng và ông quyết định sẽ đóng cửa nơi này một lần và mãi mãi, không mở thêm bất kỳ địa điểm mới nào khác. Nhưng có một điều khiến cho Henry không bao giờ có thể quên được, đó là con gái của mình, Charlie. Ông cảm nhận được rằng, bằng một cách nào đó, linh hồn của cô bé đang trú ngụ ở trong Puppet. Đó cũng là con animatronic duy nhất mà ông không thể tìm thấy trong đám đã bị phá hủy. Ông không biết tại sao lại có chuyện xảy ra như vậy. Và ông đã cảm thấy như mình sắp phát điên. Cho đến cuối cùng thì ông vẫn tạo ra một animatronic mới có tên là Lefty, viết tắt của Lure, có nghĩa là thu hút, Encapsulate, có nghĩa là đóng gói, Fuse, có nghĩa là hợp nhất, Transport, có nghĩa là vận chuyển, Extract, có nghĩa là trích xuất. Lefty có ngoại hình như Toy Freddy màu đen, nhưng được tạo ra với mục đích hoàn toàn khác, tìm và bắt giữ Puppet, tiêu hủy nó để giải thoát cho linh hồn của Charlie. Việc William mất tích đã không còn là quá bất ngờ đối với Michael, nhưng sau nhiều tuần trôi qua, Michael bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của cha mình càng ngày càng dài và lâu. Anh ta bèn tìm đến Henry và hỏi rằng liệu ông có biết William đã đi đâu và làm gì hay không. Henry đã nói rằng ông không biết và bảo cậu bé nên thử đi tìm những địa điểm làm việc khác của cha cậu xem. Thế nên Michael đã di chuyển đến địa điểm mà cha cậu sở hữu, Circus Baby Entertainment and Rentals. Khi đi xuống khỏi thang máy, anh ta tự hối lỗi về những hành động trong quá khứ của mình. Cái chết của Evan vẫn luôn ám ảnh trong đầu anh ta. Elizabeth đã mất, anh ta thậm chí còn không biết lý do vì sao. Cha mẹ thì cũng đã ly hôn, nhưng cha anh thì giờ lại cấm anh tìm đến mẹ của mình. Bây giờ thì William đã biến mất. Michael muốn tìm ra cha của mình và hỏi rõ mọi chuyện gì đã xảy ra với gia đình của mình. Cánh cửa cầu thang mở ra và Michael được đưa tới phòng điều hành. Ngay lập tức, anh ta nhận ra điều gì đó. Michael đã nhận ra là mình đã bị lạc và Michael buộc phải tìm cách xoay sở để tìm thấy cha của mình. Michael đã phải làm rất nhiều thứ, trốn khỏi lũ animatronics, sửa con animatronic bị hỏng và cả đống việc điên rồ khác. Cậu đã định từ bỏ vào đêm thứ 3, cho đến khi bị phán tham Foxy dọa, cậu ngất đi và tỉnh dậy trong căn phòng được gọi là Scooping Room. Michael bị kẹt ở trong bộ đồ Spin Lock, cùng loại mà cậu ta đã nhét Evan vào. Michael đã sắp ngất đi thì lại được nhắc là không được kích hoạt bộ đồ đó. Circus Baby đã đến và nói với Michael rằng căn phòng này thực sự để làm gì và nói về cỗ máy có tên là Scooper. Nhưng trước khi Baby bắt đầu giải thích thì có hai kỹ thuật viên đi vào phòng. Sounds of something coming towards Michael was all he could hear. He eventually saw what it was. It was Ballor. Baby explains that. There's something very important that I've learned how to do over time. How to pretend. Ballora never learns. But I do. They think there is something wrong on the inside. Trong khi bị vận chuyển đi, cậu còn nhìn thấy Ballora. Baby đã nói với Michael rằng có những điều quan trọng mà tôi đã được học sau nhiều năm, cách để diễn, nhưng Ballora lại không bao giờ học được điều đó. Nhưng tôi thì có, bọn chúng nghĩ rằng có điều gì đó đã hỏng ở bên trong.
Và cậu chứng kiến cảnh bà Laura bị chiếc máy scooper kia tra tấn. Mỗi đòn đánh làm cậu liên tưởng đến những người thân của cậu, những người cậu đã mất. Bộ đồ spring lock của cậu mở ra, Michael đã không còn nghe thấy tiếng của Baby nữa. Và cậu được các nhân viên kỹ thuật cứu ra từ đó. Michael biết rằng Baby muốn giữ cậu ở đó để nhìn thấy việc các animatronic bị phá hủy. Nhưng tại sao? Trên đường về, cậu chỉ nghĩ về điều đó. Biết được rằng cha của mình không có làm việc ở dưới đó, cậu về nhà và xem chương trình yêu thích của cậu, The Immortal and the Restless. Và chợt nghĩ đến những lời thoại của Baby và Ballora. Họ không giống với Freddy. Cậu đã nghĩ ra được điều gì đó và quyết định gọi cho mẹ mình sau một khoảng thời gian dài không liên lạc. Nhưng đương nhiên là bà không thể nghe máy. Nhưng trong hộp thư thoại đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói của cha mình. Cậu không biết tại sao cha mình lại ở đó. Rồi cậu cảm thấy sự kết nối của Ballora với mẹ mình. Và Baby thì giống với Elizabeth, cô em gái không bao giờ chịu im lặng. Cậu suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định sẽ quay trở lại với địa điểm dưới lòng đất đó vào ngày tiếp theo. Hôm nay cậu quyết định sẽ sửa Circus Baby. Cậu vào phòng điều khiển trung tâm và nhìn thấy hai kỹ thuật viên đang bị treo lên. Điều này thực sự vô cùng kinh hoàng. Nhưng cậu cũng đã từng nhìn thấy tai nạn của Evan trước mắt mình, nên điều này chưa phải là điều tệ nhất. Baby bảo cậu hãy phá hủy cơ thể của cô bằng cách đưa vào phòng scooping và rồi hướng dẫn Michael cách để tự vào phòng đó. Cậu vào đó và nhìn thấy tất cả các Phantom Animatronics đã bị phá hủy. Một con animatronic mới xuất hiện, nó có tên là Ednot. Nó là sự kết hợp của tất cả các Phantom Animatronics đã bị phá hủy với nhau. Chúng muốn tạo ra một con Mega Animatronics để thoát khỏi căn cứ dưới lòng đất này. Bọn animatronic đã trốn vào trong xác của Michael. Chúng muốn có một cơ thể con người, bao giờ chúng đã có, rồi rời khỏi địa điểm này. Chúng rời khỏi đó và nhìn thấy mặt trời sau nhiều năm ở dưới địa ngục do William tạo ra. Chúng đi dạo trên đường, nhưng cơ thể này đã chết, nó đang dần mục sữa. Cái xác cục xuống đất và Ednot đã trốn xuống cống cho đến khi Michael nghe thấy tiếng của Circus Baby. Giờ thì cậu đã nhận ra đó chính là Elizabeth đang cố gắng cứu cậu bằng từng câu "Anh sẽ không chết" liên tục lặp đi lặp lại. Và Michael đã thực sự không chết. Cơ thể của cậu đứng dậy và tiếp tục đi tìm William để kết liễu hắn một lần và mãi mãi. Và đó là tất cả những gì về video toàn bộ về timeline phân áp của Cảm Game. Anh em nghĩ sao về những chi tiết mà Cảm Game đã nói trong video này? Hãy bình luận ở dưới nhé! Và không biết anh em có hứng thú với phần 3 không? Vì phần 3 chúng mình sẽ nói khá nhiều đến phân áp Security Breach. Vậy nên anh em hãy quay lại với Cảm Game nha! Và nếu anh em thích video này thì đừng ngại để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Cảm Game nha! Còn bây giờ thì xin chào và see ya!